Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Về Tây Phương có A Di Đà, ở cõi đây có Phật Thích Ca. Phật hai nước phát tâm là độ dân chúng nơi Ta Bà. Về bên cõi A Di Đà, cảnh quang cõi trân châu ngà. Hồ ao có sen bằng vàng, tòa tự hóa ra hào quang. Màu sen trắng xanh hay vàng, hào quang sáng lên muôn ngàn, đề dạng đón dân Ta Bà. Coi đây trôi dạng đón đưa ta về. Cõi Tây ấy không luân hồi, vậy người ơi mau về thôi. Niềm thông suốt khi đi ngồi, để u não không đâm chồi. Tòa sen bao ta lên ngồi, đức Di Đà Phật. Người ơi